Bích Trâm xin chào mừng quý khán thính giả của Sài Gòn TV trở lại và tiếp tục theo dõi chương trình tưởng niệm 55 năm ngày mất của Tổng thống Ngô Đình Diệm, hội thoại cùng dịch giả Lý Văn Quý và nhà văn Trần Phong Vũ xung quanh tác phẩm của học giả Jeffrey Shaw, The Lost Mandate of Heaven, American Betrayal of Tổng thống Diệm, tạm dịch là Thiên mệnh đánh mất sự phản bội của người Mỹ đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vâng, thưa dịch giả Lý Văn Quý, bây giờ chúng ta bắt đầu nói về bối cảnh và những nguyên nhân sâu xa mà dẫn đến cái sự gọi là đánh mất thiên mệnh. Thì sách đề cập một chuyện là một số nhân vật trong Bộ Ngoại giao Mỹ thời đó với sự tiếp tay của truyền thông thiên tả Hoa Kỳ đã thuyết phục chính quyền Kennedy thực hiện âm mưu loại bỏ ông Diệm. Và một trong những cái vấn đề lớn mà chính quyền Kennedy thời đó được tác giả cho chỉ ra trong sách là từ năm 1962 thì ông Diệm đã nêu rõ chủ trương là ông không chấp nhận cho chính phủ Mỹ đổ quân tác chiến vào trong miền Nam Việt Nam, trừ phi là có một cái cuộc chiến lớn. Và ông Diệm chỉ muốn ông chấp nhận vai trò của người Mỹ trong vấn đề huấn luyện, trong vấn đề cố vấn, nhưng ông không muốn đánh mất chủ quyền quốc gia. Và Bích Trâm thấy là nội cái điểm này đã thấy là ông không phải là con rối của người Mỹ như là cộng sản vẫn tuyên truyền. Thì trong khi về phía người Mỹ thì càng gần bầu cử, khi mà Kennedy vận động tranh cử để mà cho nhiệm kỳ thứ nhì, thì chính quyền Kennedy lại càng có nhu cầu phải chứng tỏ sự tiến bộ trong công cuộc chống cộng sản ở tại Việt Nam. Thì xin dịch giả có thể nói về những cái diễn tiến này. Kính thưa quý khán thính giả Đài Sài Gòn TV, thưa chị Bích Trâm và thưa nhà văn Trần Phong Vũ, sau đây là một số cái ý kiến riêng của bản thân tôi thôi. Sau khi đọc cái cuốn sách của tiến sĩ Jeffrey Shaw đó, thì tôi có rút ra một cái điều như này, là cái người Mỹ thì chúng ta thấy đó, họ rất là nóng nảy. Họ rất nóng nảy, họ muốn là giải quyết mọi chuyện một cách là thật nhanh, thật gọn. Và sau cái vào thời điểm đó là sau cái chiến tranh Triều Tiên đó, thì người Mỹ họ vẫn tin tưởng vào cái sức mạnh quân sự của họ, và họ tin là khi mà họ đổ quân vào, họ đánh là chỉ có trong vòng một thời gian ngắn là sẽ giải quyết được chiến trường và họ trở về là thành công đó. Thì do đó họ không có thấy, không có nhìn ra được cái cuộc chiến Việt Nam là một cái cuộc chiến du kích và không thể mà làm một cách nhanh như vậy được. Thì lúc đó thì chính ông Tổng thống Ngô Đình Diệm á, thì theo những cái tài liệu chúng ta được biết á, thì rõ ràng là ông chống lại cái chuyện là quân đội Mỹ đổ quân lên miền Nam Việt Nam, bởi vì nếu mà có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ thì coi như là Việt Nam Cộng Hòa sẽ mất chính nghĩa. Trong khi ở bên kia thì phía Bắc Việt thì họ chỉ nhận viện trợ về quân sự, và nếu mà có sự hiện diện của các cố vấn hay là lực lượng của Trung Cộng ở đó đó thì họ vẫn là một cái ngấm ngầm mà thôi. Thì ngoài ra đó là vào cái thời điểm 1963 đó, thì tôi có xem lại một số tài liệu, thì sau cái trận ấp Bắc tháng 2 1963 đó, thì rõ ràng là quân đội Việt Nam Cộng Hòa có chịu một cái sự tổn thất, và chính cái điều đó làm cho người Mỹ họ muốn phải can thiệp ngay tức khắc. Và cái điểm mà đưa đến cái sự thất bại đó là theo tôi đó là người Mỹ không tin Việt Nam Cộng Hòa, và do đó cái mức độ mà viện trợ quân sự nó rất là tượng trưng. Tôi còn nhớ cái thời đó ba tôi là sĩ quan nhảy dù, mà thấy một cái lực lượng như quân đội nhảy dù đó mà vẫn còn sử dụng súng cạc bin là M1, M2 từ thời đệ nhị thế chiến, mà trong khi về phía Bắc Việt nó đã bắt đầu nó được viện trợ những cái AK rồi, những cái loại súng tối tân hơn nhiều rồi. Thì đến khi mà có một vài cái ý kiến cho rằng là về cuối đời ông có cái ý tưởng là ông muốn giải quyết cái cuộc nội chiến Nam Bắc bằng con đường chính trị, thì đó chỉ là mới manh nha thôi, thì người Mỹ họ không bằng lòng.
Họ không hoạt động và họ ra tay loại trừ ông ra. Thì đó là những cái ý kiến riêng của tôi, thì không biết là xin cảm ơn dịch giả. Loại trừ ông ra thì đó. Văn Trần Phong Vũ, chúng ta tiếp tục nói về những cái biến cố khủng hoảng tôn giáo mà là một trong những cái yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng Hòa. Thì thưa nhà Văn Trần Phong Vũ, trong lời tựa cuốn sách viết bởi giáo sư James Shaw của Đại học Georgetown, thì đã viết là chính Cộng sản Hà Nội thừa nhận là các nhà sư tự thiêu nhằm thách thức các chính sách về tự do tín ngưỡng của ông Diệm. Chẳng qua đó là các cán bộ của Hà Nội hoạt động trong một số nhỏ chùa chiền tại Việt Nam. Thì thưa với nhà văn là sách Thiên Mệnh có nói nhiều về nhân vật Thích Chí Quang và chuyện Bích Trâm phải gọi là tự thiêu mà trong ngoặc kép của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, và Bích Trâm đặt tự thiêu trong ngoặc kép vì cho đến ngày nay có rất nhiều tranh cãi xung quanh đó, có phải là một quyết định của cá nhân Hòa Thượng Thích Quảng Đức hay nó là một phần của một cái âm mưu rộng lớn hơn. Thì mời nhà văn có thể sơ lược nội dung từ một học giả người Mỹ xung quanh cái đề tài cũ này nhưng mà vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Cảm ơn cô đã nêu lên một cái câu hỏi mà có thể nói rằng đối với tôi ấy, là một người Công giáo, mỗi khi mà đề cập tới những vấn đề tôn giáo thì tôi rất e ngại. Ngay cả cái tập sách mới nhất của tôi vừa rồi cũng vậy. Có một số những cái đề tài tôi phải chờ đợi có những dữ kiện gì rồi tôi mới trình bày. Như là cái đề tài mà anh Trương Nhân Tuấn là một cái Phật tử thuần thành, một trí thức ở bên Pháp, mà anh tự cho anh là gia đình anh là người mà Phật tử mà không phải chỉ có đi chùa mà còn xây rất nhiều chùa nữa. Rồi từ đó anh mới nói đến một cái điều mà gọi rằng là trong hoàn cảnh hiện nay thì Phật giáo ở đâu? Thì đây tôi cũng ở trong cái trường hợp này tôi cũng xin thưa cùng quý khán giả. Ở đây tôi không có hề có một cái ý gì để mà nói đến cái vấn đề Phật giáo theo một cái nghĩa thuần túy tôn giáo. Ở đây tôi chỉ lập lại những gì mà tác giả của cái tập sách The Lost Mandate of Heaven. Thì tôi xin thưa ngay rằng là tất cả những điều đó tôi đọc được. Và trong ngày hôm nay tôi nói buông, tôi không có tập sách ở trước mắt. Thì tôi xin thưa ngay rằng là trong đó tác giả đã trình bày khá nhiều những cái điều liên quan tới cái vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Thế thì riêng về Hòa Thượng Thích Chí Quang thì gạt bỏ ra tất cả những cái lời mà người ta đã cột chặt ông vào với lại một cái chủ trương mang tính cách chính trị để mà gây ra cái biến cố Phật giáo đó. Ở đây chỉ riêng với tác giả cái cuốn sách mà chúng tôi làm chủ đề ngày hôm nay đó, thì tác giả đã nhấn mạnh một lần sau khi mà vào cái, tôi nhớ hình như vào ngày 1 tháng 6 năm 1963, khi có một cuộc biểu tình lớn lên tới 4-5 ngàn người Phật tử, mà trong đó rất là đông những sư sãi để mà biểu tình chống chế độ ở Huế đó, bùng ra ở Huế đó. Thì sau đó thì người ta có phỏng vấn ông Thích Chí Quang. Thì qua những lời mà ông nói gần như là ông nói với Phật tử, thì ông nói rằng là cái cuộc mà đấu tranh này nó đã vượt ra ngoài tất cả những cái điều kiện để mà có thể dàn xếp hay là để có thể làm sao để mà nói chuyện với nhau được rồi. Chúng ta bắt buộc phải đối diện với cái chính quyền đó, và trong cái sự đối diện chính quyền đó chúng ta có thể mở rộng ra để chấp nhận tất cả những cái ai giúp đỡ chúng ta, kể cả Việt Cộng. Thì cái câu đó là cái câu mà được trích dẫn để trong ngoặc kép của tác giả cái tập sách. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái nhận định mà tôi nghĩ rằng là có thể đụng chạm. Nhưng mà nó là một cái nhận định đã được tác giả kể ngay ở trong cái tập sách của mình. Thế rồi trở về cái vụ mà ông thầy Thích Quảng Đức, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu đó. Thì bên gạt bỏ những cái chuyện bên ngoài, mà trong giai đoạn này bây giờ đang ở trên net có rất nhiều những cái bài viết cũng như là những cái phát hiện mới chung quanh cái sự kiện đó, thì cũng ở trong cái sách này đó. Thì ông đại sứ Non Tinh là một trong những cái người mà đã để lại một cái cuốn hồi ký của ông, một cái hồi ức của ông, mà trong đó
ông đã nêu lên nhiều vấn đề, nhưng mà riêng trong trường hợp này thì ông đã tỏ ý một cách công khai rằng ông cho rằng là trong cái cuộc đời của ông có rất nhiều những cái sai lầm. Nhưng mà cái sai lầm lớn nhất của ông là vào ngày 23 tháng 5 năm 1963, ông đã nghỉ hè rời bỏ Sài Gòn. Và ông dứt khoát, sau đây có nhiều những chi tiết khác cho thấy như vậy, ông dứt khoát ông nói rằng nếu mà ông ở lại, ông có mặt ở Sài Gòn thì chắc chắn tình hình nó đã khác. Và ông lấy làm ăn năn về cái chuyện đó, và ông cho rằng là cái đó là cái chuyện mà đã châm ngòi đưa tới những cái chuyện mà không may xảy ra. Và ông ấy có quy cho cái người về thay thế ông quyền chức vụ đại sứ trong thời gian đi vắng, đó là ông William True Heart, tức là một người có cái trái tim nhân ái nói thật. Nhưng mà ông này thì lại là một cái ông mà sau này ông non thinh nói rõ ràng là bởi vì ông trước khi rời khỏi Sài Gòn thì ông có căn dặn cái ông True Heart rằng là bất cứ khi nào có một cái chuyện gì mà khác lạ xảy ra đó thì lập tức báo cho tôi để tôi về. Thì ông này đã không có báo gì hết. Và sau này, trong một cái đoạn sau này, ông có nói rõ ràng là cái sự kiện đó nó đã đặt ra rất nhiều vấn đề. Bởi vì ông có nói rằng là chỉ cần nghe được tin gì mà nguy hiểm đó thì 24 giờ sau ông trở lại. Vâng, cảm ơn nhà văn Trần Phong Vũ. Bây giờ chuyển qua nói về những thành quả, những thành tựu trong suốt 9 năm dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, thưa với dịch giả Lý Văn Quý, đã có những cái thành tựu ra sao? Và xin dịch giả có thể nói một chút về cái gọi là Strategic Hamlet Program mà Sách viết rất nhiều, tức là cái gọi là ấp chiến lược đó, tức là cái chương trình bình định nông thôn của thời đệ nhất Cộng Hòa. Thì mời anh có thể nói một cách rất là vắn tắt về chương trình này. Nếu mà nói về những cái thành quả của cái thời đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Diệm thì tôi nghĩ là nó có nhiều lắm. Nhưng mà tôi trước khi nói về cái ấp chiến lược, tôi nói về cái cảm giác tôi hồi đó, cái thời đó thì lúc đó tôi còn trẻ, thì tôi có cái cảm giác là sau cái cuộc di cư 1954 rồi cho đến nhiều năm sau ấy, thì có lẽ là miền Nam Việt Nam mình là được hưởng một cái không khí thanh bình. Chắc anh Vũ nhớ nhỉ, lúc đó những cái nhà văn, văn hóa mình nở rộ lên, những nhà văn sáng tác những cái bài nhạc mà nó gây cái không khí mà nó rất là vui vẻ, phấn khởi cho tất cả mọi người, ai cũng chăm lo đi làm, rồi kiếm ăn, rồi xây dựng. Với nhất là cái sự thành công mà tiếp nhận được 1 triệu người Bắc di cư vào trong Nam này, tôi nghĩ đó là một cái thành quả lớn nhất, một trong những thành quả lớn nhất của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Không gây xáo trộn, và những người đó về sau thành lập được những khu chủ phú, họ rất là phát triển nhiều. Còn cái vấn đề mà về cái ấp chiến lược á, thì về mặt quân sự mà nói thì tôi nghĩ đó là một trong những cái thành công của ông Ngô Đình Nhu khi mà đưa ra cái chiến lược ấp chiến lược á. Thì tôi có nói chuyện với lại ông U Seminato đó, thì ông là một trong những người mà ông rất là thích cái chính sách đó. Và chính ông đã nói chuyện với ông Sir Robert Thompson, là cái người đã thành công cái chính cố sách. Cố vấn người Anh đó. Cố vấn người Anh mà đã thành công tại Malaya. Thì nói tựu chung là cái nguyên tắc chính của cái chính sách đó là lấy lòng dân. Tức là Mỹ nó gọi là win heart and mind of the people. Thì là bằng cách là thứ nhất đó, là xây dựng những cái khu ấp chiến lược bảo vệ cho người dân không có bị Việt Cộng khủng bố. Ban ngày thì họ đi ra làm ngoài ruộng, nhưng mà ban đêm thì họ về lại trong ấp chiến lược đó, họ tự bảo vệ lấy và xây dựng những căn cứ quân sự rải rác trên khắp cái miền Nam. Khi mà Việt Cộng mà họ tấn công vào một cái ấp chiến lược nào đó thì sẵn sàng có những cái đơn vị của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tiếp ứng để vô. Thì nhưng mà cái chính sách này á, thì nó đòi hỏi cái thời gian lâu dài, phải từ từ mới lấy lòng dân để cho người dân người ta thấy cái sự cái tội ác của Cộng sản, nếu đi theo Cộng sản thì như thế nào và đi theo chúng tôi thì như thế nào, thì nó cần thời gian.
Và người Mỹ thì chúng ta đã biết rồi, họ không có chấp nhận một cái chuyện mà lâu dài. Thành thử sau khi mà ông Ngô Đình Diệm đã bị loại bỏ thì cái chính sách ấp chiến lược nó cũng bị bỏ luôn. Lúc đó quân đội Mỹ nó vào rồi thì nó cứ thế mà nó càn quét, nó truy lùng, rồi nó cứ đếm xác được bao nhiêu Việt Cộng, nó cho là bắn là bao nhiêu, là thành công bấy nhiêu. Cái đó sai hoàn toàn. Cảm ơn dịch giả Lê Văn Quý, và xin quý vị cứ tiếp tục theo dõi chương trình tưởng niệm 55 năm ngày mất của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ tiếp tục trong giây lát.